Nếu người nào cầu thanh văn độc giác thừa thì cũng làm cho sở nguyện của họ mau được đầy đủ. Phát nguyện như vậy xong, bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu các thiện nam tử Bồ Tát thừa vân vân nào đã phát tâm quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, thì con hoàn toàn không sanh một niệm ý khác làm cho người kia thối lui tâm đại Bồ Đề. Con hoàn toàn không sanh một niệm ý khác làm cho các chúng đại Bồ Tát nhàm chán, xa lìa quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, lui rớt nơi địa vị thanh văn độc giác vân vân. Con hoàn toàn không sanh một niệm tâm khác làm cho các chúng đại Bồ Tát nuôi mất ý nghĩ tương ưng với đại bi. Nếu đại Bồ Tát nào đã hết lòng ưa muốn quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, thì con nguyện tâm của người ấy càng thêm tinh tấn để mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Nguyện các đại Bồ Tát kia thấy các thứ khổ trong sanh tử, rồi vì muốn lợi ích an vui cho thế gian, trời người, A Tố La vân vân, cho nên phát khởi vô số nguyện lớn bền chắc. Con đã qua được biển lớn sanh tử, cũng phải siêng năng độ người chưa qua. Con đã tự mở trói sanh tử rồi, cũng phải siêng năng mở cho người chưa được mở. Con đã được an ổn đối với các thứ sợ hãi về sanh tử, cũng phải siêng năng đem an ổn cho người chưa được an ổn. Con đã chứng đắc niết bàn hoàn toàn rồi, cũng phải siêng năng làm cho người chưa chứng đồng chứng đắc. Kính bạch Thế Tôn, nếu loại hữu tình nào hết lòng tùy hỷ đối với công đức của Bồ Tát sơ phát tâm thì được bao nhiêu phước? Hết lòng tùy hỷ đối với công đức của Bồ Tát đã từ lâu phát tâm tu các thắng hạnh thì được bao nhiêu phước? Hết lòng tùy hỷ đối với công đức của Bồ Tát ở địa vị bất thối chuyển thì được bao nhiêu phước? Hết lòng tùy hỷ đối với công đức của Bồ Tát chỉ còn ràng buộc một đời thì được bao nhiêu phước? Khi ấy, Phật bảo trời Đế Thích: Kiều Thi Ca có thể biết được số cân lượng của núi Chúa Diệu Cao, nhưng số lượng phước đức của loài hữu tình này do tâm tùy hỷ sanh ra thì không thể biết được. Kiều Thi Ca có thể biết được số cân lượng của cõi bốn đại châu, nhưng số lượng phước đức của loài hữu tình này do tâm tùy hỷ sanh ra thì không thể biết được. Kiều Thi Ca có thể biết số cân lượng của thế giới tiểu thiên, nhưng số lượng phước đức của loài hữu tình này do tâm tùy hỷ sanh ra thì không thể biết được. Kiều Thi Ca có thể biết được số cân lượng của thế giới trung thiên, nhưng số lượng phước đức của loài hữu tình này do tâm tùy hỷ sanh ra thì không thể biết được. Kiều Thi Ca có thể biết số cân lượng của thế giới trong tam thiên đại thiên này, nhưng số lượng phước đức của loài hữu tình này do tâm tùy hỷ sanh ra thì chẳng thể biết được. Kiều Thi Ca, giả sử thế giới tam thiên đại thiên chung lại làm thành một cái biển, có người lấy một sợi lông chẻ làm 100 phần, rồi cầm đầu của một sợi chấm vào trong nước biển đó cho đến khi cạn hết, có thể biết được số giọt, nhưng số lượng phước đức của loài hữu tình này do tâm tùy hỷ sanh ra thì không thể biết được. Khi ấy trời Đế Thích bạch Phật: Nếu các hữu tình không tùy hỷ đối với vô lượng vô biên công đức thù thắng của các đại Bồ Tát từ sơ phát tâm cho đến chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, hoặc do tâm tùy hỷ đối với phước đức đã phát sanh của Bồ Tát kia, hoặc không nghe, không biết, không nhớ nghĩ, không tùy hỷ, thì nên biết những người như vậy đều bị ma khống chế, bị ma nắm giữ, là bè đảng của ma, chết ở cõi thiên ma và sanh đến nơi này. Vì sao? Vì nếu đại Bồ Tát cầu thẳng đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề tu hạnh của các đại Bồ Tát, hoặc có người phát tâm hết lòng tùy hỷ đối với công đức của người kia, hoặc có người đối với công đức tùy hỷ của người kia lòng càng nhớ nghĩ tùy hỷ, thì đều có thể phá hoại hết tất cả quyến thuộc và cung điện của quân ma, mong chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, làm lợi ích an vui cho tất cả hữu tình cùng tận đời vị lai. Kính bạch Thế Tôn, nếu hữu tình nào hết lòng kính mến Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo, sanh ra ở chỗ nào cũng thường muốn được thấy Phật, nghe Pháp, gặp Tăng, thì đối với công đức căn lành của các chúng đại Bồ Tát nên hết lòng tùy hỷ. Tùy hỷ xong rồi hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, nhưng không nên sanh ý tưởng có hai không hai. Nếu người nào thường làm được như vậy thì sẽ mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, phá dẹp các quân ma, lợi ích hữu tình. Khi ấy Phật bảo trời Đế Thích: Đúng như vậy, đúng như vậy, như lời ông nói. Kiều Thi Ca, nếu các hữu tình nào đối với công đức căn lành của các chúng đại Bồ Tát hết lòng tùy hỷ hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, thì các hữu tình này mau được viên mãn các hạnh Bồ Tát, mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề.
Nếu các hữu tình nào đối với công đức căn lành của các chúng đại Bồ Tát hết lòng tùy hỷ hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, thì các hữu tình này có đầy đủ oai lực, thường luôn phụng thờ tất cả các đấng Như Lai ứng chánh đẳng giác và thiện tri thức, hằng nghe kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa và biết rõ nghĩa thú. Các hữu tình này thành tựu công đức căn lành tùy hỷ hồi hướng như vậy thì sanh ra ở chỗ nào cũng thường được tất cả thế gian, trời, người, A Tố Là vân vân cung kính cúng dường, tôn trọng khen ngợi, chẳng thấy sắc xấu, chẳng nghe tiếng xấu, chẳng ngửi mùi dở, chẳng nếm vị dở, chẳng xúc chạm xấu, chẳng nghĩ pháp ác, chẳng đọa nẻo ác, sanh trong trời người, thường nhận lãnh vô số việc vui tốt đẹp nhưng không đóng nhiễm, thường không xa lìa chư Phật Thế Tôn, từ nước Phật này đến nước Phật khác được gần gũi chư Phật, trồng các căn lành, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật. Vì sao? Này Kiều Thi Ca, vì các hữu tình này đối với vô lượng công đức căn lành của các chúng Bồ Tát, hết lòng tùy hỷ hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Nhờ nhân duyên này, căn lành tăng trưởng, mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề xong, thường như thật lợi ích cho vô lượng vô số vô biên hữu tình, cùng tận đời vị lai, làm cho trụ cảnh giới vô dư niết bàn. Vì thế nên, này Kiều Thi Ca, các thiện nam tử trụ Bồ Tát thừa vân vân, đối với công đức căn lành của các Bồ Tát đều nên tùy hỷ hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Ngay khi tùy hỷ và hồi hướng không nên chấp trước, ngay nơi tâm lìa tâm tùy hỷ hồi hướng không nên chấp trước, ngay nơi tâm tu hành lìa tâm tu hành. Nếu người nào không chấp trước như vậy và tùy hỷ hồi hướng tu hạnh của các đại Bồ Tát, thì mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, độ các hàng trời người A Tố Là vân vân thoát khỏi sanh tử, đắc bát niết bàn. Nhờ nhân duyên này, các loài hữu tình đối với công đức căn lành của các Bồ Tát đều nên phát tâm tùy hỷ hồi hướng, có thể khiến cho vô lượng vô biên hữu tình trồng các căn lành đạt được lợi ích an vui lớn. Khi ấy thiện hiện bạch Phật, kính bạch Thế Tôn, tâm hoàn toàn như huyễn thì đại Bồ Tát làm sao có thể chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Phật bảo thiện hiện, ý ông thế nào, ông thấy có tâm như huyễn phải không? Thiện hiện bạch, thưa không, kính bạch Thế Tôn. Phật bảo thiện hiện, ý ông thế nào, ông thấy có huyễn phải không? Thiện hiện bạch, thưa không, kính bạch Thế Tôn, con không thấy huyễn, cũng không thấy có tâm như huyễn. Phật bảo thiện hiện, ý ông thế nào, nếu ông không thấy huyễn, không thấy tâm như huyễn, hoặc không có chỗ không huyễn,